Good morning, everybody. As we come together to worship, let's all gather and prepare our hearts for the gospel message. Our Father, we are grateful this morning as we come together in your house. This belongs to you, Lord. We, as members of the church, those that are saved, those that accepted Jesus Christ our Lord, are the body of Christ. Lord, we lift everything up to you, Lord, as we seek you out through the word today, through Pastor Wong, and through the worship and the music. Bless this day, Lord, as we seek you out in everywhere in our lives, Lord. We know, Lord, that you're in total control, and the only person we need to seek out in terms of our hope for the future is through you. Lord, we are grateful, Lord, that we can serve you, and may we continue to be able to share the gospel message to those that are lost, to those that are in, whether they're sick, Lord, financial troubles, or whatever is happening, Lord. We know the virus is always will be among us, Lord, but we know, Lord, that you're greater than anything that can be out there, Lord, and we trust in you only, and trust in God and through Jesus Christ, our Lord and Savior. Bless this day, and bless those that are on trips, Lord, those that cannot be with us today, that we be truly blessed by the word of God, that they would truly be blessed through Jesus Christ, knowing that he has given his life for us. As we seek you out, we're thankful, Lord, this month as we look forward to Thanksgiving, that we have to have a thankful heart, that what you provided for us, what you've given us, what you always there for us, Lord. You gave us life, and life is so precious, Lord. Every human life is precious, Lord, regardless. And we know, Lord, that that is what the key part of our Christian life is, that knowing that life is precious, that every human being needs to know Jesus Christ as Lord and Savior, Lord. Bless this day and bless those around us and continue to bless our country and our leaders to make the right decisions, Lord, that would be best for the people. But most of all, Lord, the protection of the government to us, Lord, for us, for safety. But most of all, Lord, that we look to you for everything we have. And we're thankful for what you've given us. Again, Lord, thank you for Jesus Christ, who died on the cross and gave us hope forever in heaven. In Jesus' name we pray, amen. Xin kính chào quý đại tớ Chúa, quý anh bạn chị em trong tình yêu thương của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài, vì ân điển của Ngài và chính nơi thập tự Chúa Giêsu đã chịu chết, hy sinh. Chúng ta được tha tội, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng ngợi khen Chúa bài hát Vinh Thay Danh Giêsu. Giêsu treo mình, nay tôi xin Chúa cho muôn tội trắng tên, bởi huyết chiến con tâm thay dành an bình, kính ngợi Chúa Giêsu, vinh thay danh Giêsu. Thank you.
về tình yêu và ân điển của Ngài. Và một điều lớn lao hơn hết, không chỉ Chúa cứu chúng ta, Chúa cho chúng ta trở nên những người con rất là yêu dấu trong nhà của Ngài, nhưng mà Chúa giống như là một người bạn của chúng ta, lo lắng cho chúng ta, trong an ủi cho những lúc chúng ta đau thương. Và chỉ có Chúa thật, chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi. Với tấm lòng đó, chúng ta cùng ngợi khen Chúa bài hát Hoa Huệ Trong Trũng. Điều chúng ta ao ước rằng mỗi bước đi của chúng ta có Chúa đồng hành, và chúng ta từng bước đi với Ngài. Và chúng ta ao ước, và chúng ta điều chúng ta muốn hứa với Chúa rằng: con xin theo gót Chúa trọn cuộc đời của con. Xin chúng ta cùng ngợi khen Chúa bài hát Đi Từng Bước, cũng như là một cái lời tâm tình của chúng ta với Chúa. Chúa đồng bước đi.
Trong các vua nhì, đoạn 5, chúng ta sẽ đọc phân đoạn Kinh Thánh, đoạn 5, từ câu 1 đến câu số 16. Trong các vua nhì, đoạn 5, từ câu 1 đến câu số 16. Xin kính mời Hội Thánh cùng đọc chung với tôi trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta cùng khởi sự. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm. Bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri, người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi chớ chi chú tôi đi đến cùng ông Liên Tri ở Samari, người sẽ giải cứu chú tôi khỏi bệnh phung. Na-a-man đem các lời ấy thưa lại cho chú mình, mà rằng đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syri đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Vậy Na-a-man đi, đem theo mình 10 ta lăng bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thư dâng cho vua Israel, thơ rằng, khi thơ này đạt đến vua, kìa ta đã sai Na-a-man đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thư này ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Khi vua Israel đọc thư rồi, liền xé quần áo mình và nói rằng, ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Khi Elise, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng, cớ sao vua xé quần áo mình, Na-a-man đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Vậy Na-a-man đến với ngựa và xe dừng tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng, hãy ti tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt người tắc sẽ trên lành và người sẽ được sạch. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng, ta nghĩ rằng chính mình ngươi sẽ đi đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn dân Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. A-ba-na và Ma, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Nhưng tôi tớ đến gần người mà thưa rằng, cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rầy, người bảo cha rằng, hãy tắm thì được sạch. Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần, như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nhỏ. Na-a-man nói với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến trước mặt Elise mà nói rằng, bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Elise đáp rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va sống là đấng ta phục sự mà thề rằng, ta chẳng nhậm gì hết. Na-a-man ép này Elise nhận lấy, nhưng người từ chối. Cảm ơn Hội Thánh, xin Hội Thánh chúng ta đồng ngồi. Thì giờ này chúng ta sẽ được nghe lời Chúa qua mục sư Lê Chí Hoàng. Xin kính mời mục sư. Thank you.
ơn Chúa ngày hôm nay chúng ta đến trong nhà Chúa để chúng ta học hỏi lời Chúa chung với nhau về cái đề tài là quyền năng, quyền phép trong những cái việc nhỏ. Thank God that He afforded us an opportunity today to be here to serve, to worship, and learn the Word. The title of today's sermon is Power in the Little Things. It is found in 2 Kings chapter 5, verses 1 through 16, which we just read. Và đoạn kinh văn chúng ta sẽ học hỏi ngày hôm nay là cũng là cái đoạn kinh văn chúng ta vừa đọc trong Kinh Thánh Đối Đáp. Có lẽ mỗi cá nhân chúng ta không ai mà không nghe và không biết đến cái công cuộc, cái nghĩa cử của một người nữ tu tên là Mẹ Teresa, Mother Teresa. Một trong những cái lời mà bà nói để đời là hãy trung tín trong những việc nhỏ, bởi vì trong những việc đó nó tiềm ẩn cái sức mạnh của mình. Cái chuyện lớn ai cũng muốn làm. Cái chuyện lớn ai cũng biết là đáng làm. Nhưng nó phải cần một cái người mà có một cái tấm lòng mạnh mẽ, có một cái ý chí cao độ và có một cái sự vững tin biết rằng dù tôi làm nó nhỏ, nó không có xứng đáng gì đi nữa, nhưng mà đối với tôi nó đáng làm bởi vì cái đó là cái giá trị. Trong đời sống của mỗi cá nhân của chúng ta, cái việc lớn nó rất là ít. Những cái việc li ti, lẻ tẻ thì nó rất là nhiều. Cái li ti, lẻ tẻ mình coi nó là nhỏ, nhưng mà nó vô cùng quan trọng cho cái chất lượng hoặc là cái tính cách sống của mình. Cái nhà dù cho nó bự cỡ nào đi nữa, nhưng mà ở trong nó bề bộn, ở trong nó dơ bẩn, ở trong nó bộc lộ được cái thái độ của những người mà bất cần, thì nó cũng không có là một cái nghĩa lý gì khi mà nói đến cái sự hạnh phúc của những người sống trong cái môi trường đó. Và mỗi cá nhân chúng ta cũng không có xa lạ vì về những cái hoàn cảnh có những người họ không có giàu có, họ thiếu thốn, họ nghèo khó. Mà bước vô nhà họ, cái mùi nó cũng làm cho mình vui. Mặc dù những cái đồ ở trong nhà nó tồi tàn, nó cũ, mua ở Goodwill rồi này kia, nhưng mà cái cách mà họ bố trí bày biện hoặc là chân trang hoàng, tự nhiên mình thấy nó có cái giá trị. Cái giá trị không phải là trong một cái gì đó nó có cái tầm cỡ cũng như là cái giá trị nó lớn. Cái giá trị của nó là nằm trong những cái tấm lòng, những cái thái độ, cái tâm tình của cái người đặt cho cái món đồ đó. Tôi cũng đã từng đến thăm một số người mà đồ ăn coi như là đầy nhà, món ăn ngon hơn mình nhiều, nhưng mà họ sống sướng rồi, họ quen rồi, họ chê, họ chán. Rồi tôi cũng từng đi thăm những người già, những người rất là nghèo, mua những cái hộp bánh mà mình thấy vào trong chợ, trong grocery store, trong siêu thị, thì mấy cái bánh đó mình nhìn thấy cũng hấp dẫn. Đối với chúng ta là trong đời tôi chưa từng bao giờ đi vô trong mấy cái tiệm mà siêu thị mà mua mấy cái hộp bánh trong mấy cái hộp plastic trong, nó thấy nó không hấp dẫn. Nhưng mà đối với họ để ngay ngắn giữa bàn, mỗi ngày họ thức dậy, họ làm cà phê xong họ ngồi xuống bắt đầu đem giấy rồi ra, đem ngăn giấy rồi ra, lấy cái dĩa nhỏ mở cái hộp đó một cách rất là cẩn thận, chứ không phải là mở ào ào rồi đóng cái rầm đâu, rồi lấy ra rồi sắp xếp rồi nó vuông vắn để trên cái dĩa, rồi ăn từng miếng và uống cà phê. Và đối với họ là họ hưởng nhận một cái gì nó hạnh phúc vô cùng. Và cái vấn đề là không phải là cái bữa ăn thì nó lớn hoặc là nó cao lương mỹ vị, nhưng mà cái thái độ của mình cho chúng ta thấy là cái quan trọng, cái niềm vui, cái giá trị nó nằm trong những cái chi tiết nhỏ. We all can agree that there are a lot of big things that are worth doing.
None of us would bring ourselves to the point where we would deny certain important big thing is not worth doing. That's something we all agree. If I want to do something, it better be good. It better be magnificent. It better be worthy. But we also at the same time must realize that the power is in the little things. You see, it's not about wealth. It's not about worth dollar-wise about certain things or the magnitude of certain projects or things that you do. It has to be huge for it to have value. I've been to homes where it costs millions. Expensive homes. But then, you know, I walked in and I could see the chaos. I could feel the unhappiness. I could feel the coldness of that living space. And I'm pretty sure the inhabitants feel the same way when they walk into that environment. And more often than not, I've been to homes that belong to people who struggle. Smaller homes, smaller apartment, even a studio apartment. But as soon as I walked in, I could smell happiness. Clean. The inhabitants pay attention to the cleanliness, the decorations. They may have bought things from Goodwill or second home store. They may have can only afford food from discount stores or discount shelves. But yet, the atmosphere was so vibrant and happy. Even to the pictures that they hang on the wall that obviously come from the 99-cent store. Even the set of their in the dining room or in their living room, fit in a tiny little space. It looked like it's rickety, old, well-used, and probably about to use. And yet I could see the beauty. Even picture with broken frame, scratched up, a vase and broken and patched together, but they make it so pretty. And so the value is not in how expensive it is, in terms of scale, scope, and price. But it's all about the heart of the person who invested themselves in every single of those little things. Mother Teresa once said, "Be faithful in small things because it is in them that your strength lies." Be faithful in the little things. And that woman by no means doing little things. But her great thing consists of a bunch of little things. Her great ministry that really touched the world is not about a huge corporation, a huge order, a religious order that she started, not in terms of revenue or impact. Her fame, she's best known, revered, and most respected in the thing that she and her sisters did or are doing in the little things. They're doing things that nobody wanted to do, to care for the lepers, to care for forgotten human beings, people who have terminal illness, or widows. And she would care for these people. And they made buy and scrape just like at the bottom of the barrel, and they live on crumbs. And so how can somebody being faithful in things like that, even the resources to the objectives of their ministry, is all based on the least of these, the most insignificant things, and yet she become one of the greatest person ever lived. So what she said was, you know, to be faithful in little things, because in those little things, that's where all your strength lies. When you think of it, and it's true, because it takes a great person, it takes a strong person, it takes a happy and gutsy person to determine to do something that nobody else wants to do. And the things that they do that may not become known to anyone. And they do all these things that impact the lives of others, of the society and humanity,
that nobody even give them credit for. You know, little people are the one that want to take credit. Me. I did that. I preached that sermon. I helped those people. Those are little people. Great people. You don't know them. Behind of every Bill Gates and Jeff Bezos, there are millions and billions of people who touched the world in a lot greater way than them. Do we know their name? No. But this word exists until today because of the endless number of people who remain anonymous, just like God is, who remains anonymous. And every day, they do the little things. Now, that's strength. Sau lưng của mỗi vị nhân là có hàng chục ngàn, hàng triệu người làm những cái công việc nhỏ, làm những cái công việc quan trọng cho gia đình mình, cho người thương của mình, cho nhân loại. Mà hoàn toàn không ai biết đến tên của họ. Nhưng mà mỗi ngày họ làm, nhiều khi cả cuộc đời họ làm toàn là những việc nhỏ mà không ai biết tên họ là gì. Họ làm những cái việc đó nặng danh. Sử sách cũng không chép lại, văn chương cũng không tăng bốc, con người cũng không có truyền miệng. Toàn nhắc đến những người vĩ nhân, nói đến những người giàu có. Nhưng mà những người làm những cái công việc nhỏ bé lại là những cái việc quan trọng nhất cho nhân loại. Mà những người đó mình không biết tên. Trong cái xã hội chúng ta đang sống, chúng ta không cần một ít người làm những việc thiệt là lớn. Chúng ta cần một số lớn những người muốn làm những việc và trung tín những việc rất là nhỏ. Trong gia đình cũng vậy. Đừng đợi tới ngày sinh nhật, tới ngày mừng cưới, cái ngày lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên mới mua chó hay gì đó, rồi phải bông hoa, rồi phải làm những cái gì nó hào nhoáng. Đừng. Mỗi ngày làm những cái việc nhỏ. Mỗi ngày nói những cái lời lẽ ý nhị, tử tế, nhỏ. Mỗi ngày có những cái cử chỉ triều mến nhỏ. Mỗi ngày dành vài phút với con mình, với vợ mình, với chồng mình, với những người quan trọng, với cha, với mẹ, làm những cái việc nhỏ. Cái đó nó quan trọng hơn một năm một lần mà mua quà, mua cáp hàng trăm, hàng ngàn đô, mua nguyên một cái xe đậu ngay trước cửa. Nếu ai mới mua xe đậu ngay trước cửa, xin lỗi cho tôi, anh chị cái vấn đề đó, nhưng mà tôi nói đây là cái việc nhỏ là cái quan trọng, chứ không phải làm những cái việc lớn. Cái thái độ chúng ta cần phải thay đổi. This world does not need a few people doing incredible things. This world needs the incredible number of people faithfully doing little things. Don't wait until your annual pilgrimage thing, birthday, anniversary, where you first met, where you first kissed, when you got married. None of that, even though it's important, but it cannot replace the mundane little details, the little gesture, the little kind words, a little kind thing that you do for one another. This world needs. Your family need, your love, people, your life need, your faithfulness in little things. The story that we have today is about little things. About a prophet who realized that even though he was a prophet of God, even though that he was well revered and respected, even though that he could perform miracles, but he realized that the calling of his life, his worth before God, and his action before man is really just a little thing in the face of God. He took no credit for it. He didn't command attention or thankfulness for it. He did not even acknowledge of whatever he did was important. He's truly a man who gave God the credit.
And because of him doing that little thing, he becomes such an incredible example for us to never miss an opportunity when God asks you to do little things. You will never refuse whatever thing that you despise that you didn't think is worth it and things that people really kind of pass off to you because it's not important. But it's also for Naaman, the man who was cured of leprosy. For him, expecting some great event, some crazy activities upon his healing. He prepared for that. He expected that. But yet, the greatest thing that happened to his life was just a little thing that God asked him to dip himself in the river for 7 times. That's it. Nothing else. And he realized that the power is in the little things. So from kings of Syria to king of Israel to Elisha, they all realized that they were just little. Power is not in the money. Power is not in wealth or power. Power is not in expectation. But power is in the little thing. And that little thing is to obey God and give God all the glory. The patient Naaman, he learned that as well. He expects a great thing because to him, leprosy is some great problem of his life and he wanted to get rid of the problem so it would worth anything. And he belonged to a king who's so rich and powerful that he would give him an incredible sum of money so that he could be cured. And we will go. We'll get into that in a little bit. Cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đọc lại, câu chuyện rất là quen thuộc. Naaman là một quan tổng binh của vua Syria, một người quan trọng đến nỗi mà vua biệt phái ông cho một cái số lượng mà của cải khổng lồ để mà ông có thể đạt được một cái điều, đó là cái sự chữa lành khỏi bệnh phong. Cái giá trị của ông rất là lớn trong mắt của vua và vua sẵn sàng mở kho bạc ra tài sản của quốc gia để cho ông một cái số tiền khổng lồ để ông được đi chữa bệnh. Thì trong đầu óc của vua Syria cũng như Naaman là đây việc rất là lớn làm. Thành ra cái việc chữa bệnh cho ông nó cũng phải xảy ra một phải là một cái biến cố phải là lớn lao, rầm rộ, âm ỉ. Nhưng mà không, Chúa chữa lành ông một cách rất là thầm lặng, một cách rất là đơn giản, một cái đòi hỏi những cái hành động vô cùng nhỏ bé. Chỉ nhúng mình xuống sông Giô-đan 7 lần. Trong khi Naaman, vua Syria, vua Israel, tất cả đều đòi hỏi phải có cái biện pháp cũng như cái sự can thiệp lớn lao của Đức Chúa Trời. Thì cái việc chữa lành nó mới xảy ra. Nhưng mà việc xảy ra nó không phải như vậy. Và cái người biết điều đó là ông Elise. Thì Elise, ông ta mặc dù là một người nổi tiếng, ông ta là một người có quyền chứ, tiên tri duy nhất của Israel thời bấy giờ, đại diện cho Đức Chúa Trời để chuyển tải cái thông điệp của Ngài đến cho dân Israel. Nhưng mà ông nhìn nhận rằng chẳng phải công cán của ông. Chúa muốn ông làm một cái việc vô cùng nhỏ bé. Ông không phải giống như những người mà phải là hô hoáng, ầm ĩ xì xào, làm những công việc lớn để mà chữa bệnh cho người ta, để người ta thấy là tôi có quyền, tôi được Chúa sức dầu, tôi được Chúa cho tôi các cái ơn chữa bệnh. Không. Chúa cho ông một cái trách nhiệm. Ông ta chỉ chuyển lời của Chúa cho Naaman. Với cái sự chứng kiến của vua Syria, vua Israel và tất cả mọi ba tánh, ông chỉ chuyển một cái lời răng, một cái sự lời hướng dẫn kêu Naaman phải làm gì. Ông không động đến Naaman. Ông không ra mặt. Ông không có can thiệp. Đại khái là
Chúa kêu ông nói với Na-a-man, bây giờ hãy đi ra ngoài sông Giô-đanh, nhúng mình xuống 7 lần thì sẽ được sạch. Không hơn. Ông thấy được cái tầm quan trọng của một người sẵn sàng làm việc nhỏ. Ông nào mà không muốn mình nổi tiếng, ông nào không muốn mà người ta trọng vọng mình, nhìn vô mình là nể mình, bởi vì mình quá đặc biệt, Chúa cho mình có cái đặc quyền, cho mình được cái ơn chữa bệnh không? Đối với ông cái đó không phải là quan trọng. Ông nhìn nhận rằng được Chúa nhờ dùng mình làm một cái việc chút xíu bẻ bè beo, tẻo tèo teo chứ không phải bẻ bè beo. mà mình vẫn làm. Ông trung tín trong cái việc đó. Và ông không ngần ngại để cho Chúa nhận tất cả cái sự vinh quang. Dù người ta đòi hỏi ông làm cái việc lớn, cái ông Na-a-man không biết là ông máu mặt cỡ nào, mà vua Syria đưa ông đến để được chữa lành. Vua thương ông đến nỗi, trọng ông đến nỗi, có công đến nỗi. Và câu đầu tiên chúng ta hiểu tại sao. Ông là một trong những người mà rất là có công với vua để mở mang bờ cõi, để mà tạo cái thế lực của Syria thời bấy giờ, và cũng cuối cùng cũng là cái thế lực mà thôn chiếm một nửa của Israel thời bấy giờ. Nguyên cái nước Israel là bị đóng hàng, là cũng vì cái sự mà Chúa can thiệp trong cái vùng đất, vùng địa lý đó thời bấy giờ. Nhưng mà Elise không bao giờ coi rằng ồ, người ta phải biết tôi làm việc lớn. Ông ta cũng không bao giờ đòi hỏi rằng tôi muốn làm cái việc lớn và tôi cũng được trả thù lao xứng đáng cái đó. Ngày hôm nay nhiều khi mình hầu việc Chúa có cái thái độ đó. Nhiều người hầu việc Chúa thái độ đó. Nghĩ rằng là họ, dù có thể là không phải là lương mình hầu việc Chúa, không phải là mình được trả lương gì hết, nhưng mà phải có cái sự trọng vọng. Phải người ta coi mình là giá trị. Người ta phải nể mình. Nhưng mà Elise hoàn toàn không có một cái thái độ như vậy. Câu 1. Na-a-man quan tổng binh của vua Syria là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phong. Đời của ông này có tất cả. Đối với vua, ông ta là number one. Ông ta có tất cả, nhưng mà có một cái điều mà nó làm cho ông đau khổ đến nỗi. Ông ta được bao nhiêu đi nữa, nhưng mà có một điều làm cho ông không hạnh phúc. Ông bị bệnh phong. Việc cho là nhỏ. Ông ta là trên vua dưới ông. Nhưng mà đối với ông, cái việc nhỏ đó nó vô cùng quan trọng. Vì trong đời sống của chúng ta có đủ thứ, Chúa cho đủ thứ. Mình nhìn xuống là mình hơn vô cùng nhiều. Nhưng mà có một cái gì đó mình không vui. Có cái gì đó mình ước rằng là nó cần phải được giải quyết, nó cất đi, hoặc là mình phải được. Mình ước gì? Mình có. Naaman was a commander of the army of the king of Aram. Aram is not a name for Syria, not the name Aram, King Aram, the king of Syria. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord has given victory to Aram. He was valiant, soldier, but he had leprosy. This man had everything. He was second to the king. He was credited for being one of the greatest commander, and the nation of Syria was indebted to him because he was a great soldier, brave, smart. He got everything, and yet there's one thing to keep him from being happy, and that he had a little health issue. He had leprosy. And that little thing robbed of all the great joy he had. And in his mind, regardless of what he has achieved, whatever honor that was bestowed upon him, it's still not enough for him to forget of that little thing in his life, little detail that he had leprosy. Your life and my life, God has blessed us so much. We have a great family. We have a great ministry we serve in. We have jobs, we have food on the table, we have homes to live in, we have cars to drive, we have beautiful spouse and children.
But yet there's always something that you wish that God give you or God taken away. It's always that little things. But sometimes that little thing, we pay a huge price for it. We expect and we become compromised in our faith at time so that we can achieve that goal. But whatever that problem that he felt in his mental state and in his heart, the king pretty much want Naaman to be healed, to make him whole. That little things, if that could be taken care of, it would be worth everything to him and to the king and to the nation as well, because in subsequent verses, we find out that the king invested an incredible amount of money so that he could afford Naaman to have that little thing of his life taken care of. Sometime in our life, we're missing something in our life. Perhaps that could be our faith in God. Perhaps that's the same thing that we're talking about right now, being faithful and find power in the little thing that we don't have. We expect God to be big. We expect God to do big thing. We expect to do big thing in the church. We expect to do big thing for God. We expect to be able to do great thing. But yet we neglect the little thing. Perhaps a problem in our family, problem in our church, problem in our community, in our nation is because we neglect the little things. All of us, if we could have that little things taken care of, things would have been a whole lot different. Ngày hôm nay có lẽ là cái bệnh nói chung trong tình yêu, trong hôn nhân, trong hội thánh, trong cộng đồng, trong quốc gia. Ai cũng chờ đợi để giải quyết một cái nhỏ ở trong đời sống của mình. Bởi vì mình chỉ nghĩ đến cái chuyện lớn, mình chỉ muốn làm những cái chuyện lớn, mình chỉ cho giá trị vào những chuyện mà nó đáng kể, nó có tầm cỡ. Mình bỏ qua những cái nhỏ. Mình bỏ qua những cái nhỏ mà nghĩ người khác làm, hoặc nghĩ là không xứng đáng cho mình làm, hoặc là quệt toẹt luôn, nhỏ li ti làm chi mất công, không đáng kể. Mình nhiều khi cái vấn đề là những cái việc nhỏ không ai muốn làm, dành nhau làm những cái việc lớn. Naaman là một người có công phải không? Và chính ông cũng đau khổ về cái bệnh phung, cái chuyện nhỏ trong đời của ông. Vị vua Syria cũng thấy cái khổ đó và vị vua sẵn sàng đầu tư một cái gia tài khổng lồ để mong rằng nếu mà cái việc nhỏ trong đời sống của Naaman mà giải quyết được á, thì đời sống ông phải nói là nó hoàn chỉnh 100%. Vua muốn ông ta được có một cái cảm xúc đó, cảm thấy được cái sự mãn nguyện đó. Thế ngày hôm nay chúng ta không mãn nguyện cái vấn đề gì đó. Ngày hôm nay chúng ta có những cái chuyện nhỏ mà nó làm cho mình đó là đúng ra là mình phải mãn nguyện 100%, toại nguyện 100%. Nhưng mà trong lòng mình nó cứ bị níu kéo bởi cái gì đó. Nhiều khi mình nhìn vào đời sống một người nào đó, mình thấy người đó có tất cả nhưng không có vui. Tới hồi mình phát hiện ra cái chuyện mà làm người đó không vui, cái chuyện rất là nhỏ. Bỏ đi tất cả những gì quan trọng. Cái cơ hội, cái niềm vui của người khác. Ngay cả cái công việc mà mình cần làm trong đời sống, trong hội thánh, trong xã hội, mình bỏ qua. Bởi vì mình có một cái gì đó mình cứ cưu mang, nó cứ canh cánh trong lòng mình, nó làm cho mình bực bội, mà nó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu mình thực sự mình có cái vấn đề đó, thì mình cũng đồng ý với nhau rằng thà mình mất hết tất cả tài sản của mình được cái nhỏ đó để cho mình có cái sự hạnh phúc. Tôi được kể lại là ông Howard Hughes là một trong những cái người nổi tiếng của thế kỷ thứ 20, một trong những cái nhà tài phiệt cũng như là nhà kỹ thuật mà đem đến xây dựng cái guồng máy mà kinh tế kỹ thuật về không gian cũng như máy bay đi lại đường hàng không, rồi ngay cả cái kỹ thuật về quốc phòng. Raytheon là bây giờ là cái công ty con của những công ty mà của ông Howard Hughes. Trong những ngày cuối đời, ông ta sống một mình. Ông ta sống một người phải nói là coi như là khổ nhất trong xã hội, chứ không phải là một trong những người mà giàu có mạnh nhất trong xã hội.
Một trong cái lời phát biểu của ông đó là ước gì? Tôi có thể trao đổi tất cả tài sản tôi có để có một vài giây phút hạnh phúc và có cái gia đình, cái hôn nhân hạnh phúc. Trong hoàn cảnh của Naaman cũng vậy, Naaman cũng vậy. Ước gì mà ông ta trả một cái giá thật là đắt để giải quyết một cái vấn đề nhỏ nhưng mà nó làm cho ông hoàn toàn không toại nguyện, làm cho ông buồn khổ. Chính ông vua thấy cái điều đó và sẵn sàng trả cái giá đó cho ông. There's so many times in our life where we let ourselves get caught up in the little things. When plenty of people that we've seen that they should be so happy, they got everything, and yet they're not happy. And when you find out what make them unhappy, it turned out to be something so simple, so little, and yet they cannot bring themselves to be happy. And if they're not happy, they make everybody in their family unhappy. They make the community unhappy just because they're miserable. But wouldn't you agree with me that in those situations, it's probably worth spending every single dime that you have to take care of that little things so that you could be happy? The story was told to Howard Hughes, one of the great innovator and technologists of the 20th century. One of the few men that have been given great accolade and praises and credit for being the father in modern air travel of today and even space technology. And he himself also was a big player in defense technology as well. Raytheon Missile Systems, actually a company that take over companies that Howard Hughes built huge aircraft, right? But yet in his latter years of his life, he was a miserable man. He lived alone and he became so eccentric, became an introvert and germophobes and all that stuff. And he said that he wished that he could spend or trade all the wealth that he had to get just moments of happiness in his marriage and in his life. So true. Don't overlook little things. If that little thing that make you incomplete, if that little thing that bring you misery, you better take care of it. And that's what's happening here for Naaman. Now, bands of raiders from Aram, meaning the Syrian raiders, had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she serves Naaman's wife. So this girl from Israel that was captured or kidnapped from her parents. So no, Syria and Israel was like they share border. So they just crossed border, raided, and just stole this little girl from her family and brought her back to serve Naaman's wife. The little girl became Naaman's wife, servant or slave. And now she said to her mistress, meaning she talked to Mrs. Naaman, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. That little girl told Naaman's wife to tell her husband that if your husband were to come to this prophet in Israel who lived in Samaria, he'd be cured. Who would listen to the little girl? Who would give any attention to little things? And not only that, a unnamed prophet. From where? From Samaria. 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 Samaria is like the south side of Tucson. Nothing of the south side. But the Jews, the Israelites, did not like to deal with the Samaritans. And we all know the story. We don't know the background, why. So an unnamed prophet from this despicable place called Samaria, but then somehow he came to the picture, into a life of this great man of Syria called Naaman. And the message come via a little slave girl. But that little
instruction from the girl, the pleading from the girl, change this man's life forever. Don't despise the little thing. There are power in the little thing of your life. Câu 2 cho tới câu 3. Vả có một vài toán dân Syria đi ra bắt một đứa con gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-aman. Một ngày kia nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung." Một đứa đầy tớ, con gái nhỏ, không đáng kể, không giá trị. Cái giá trị nó còn thấp hơn một cái con lừa của nhà của Na-aman. Nhưng bà lại nói rằng: "Bà ơi, bà chủ ơi, hãy nói với chồng của bà đó, là nếu mà ông ta gặp một người tiên tri, nặc danh nha, vô danh, một người tiên tri ở Israel, ở vùng Samari, cái lời lẽ từ một đứa bé gái chả có là xứng đáng gì, nói đến một vị tiên tri vô danh, ở một cái vùng phải nói là người ta kinh tởm. Chúng ta biết tại sao, là lý do gì rồi. Không có cái gì mà tốt mà đến từ Samari cả. Đó là cái thái độ của người Do Thái. Mà cái ông tiên tri vô danh này là ở xứ Samari. Người Do Thái họ khinh người Samari. Mà đứa bé này, nhỏ bé, không giá trị, nhắc đến một ông tiên tri vô danh, đến từ một cái xứ sở bị người Do Thái khinh miệt. Không đáng. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, đừng bao giờ coi thường cái chuyện nhỏ. Cái chuyện nhỏ, cái chuyện không đáng, nó đem đến cái sự thay đổi vĩ đại. Đời sống của Na-aman hoàn toàn thay đổi bởi vì cái lời lẽ nhỏ bé của cô bé nhỏ bé sẽ đến từ một tiên tri nhỏ bé ở một cái vùng nhỏ bé. Naaman went to his master, which is the king, and told him what the girl from Israel had said. "By all means, go," the kings of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel. This is a state business." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. I mean, he brought a lot of greenbacks. He brought a lot of wealth. Because to him, that little thing in his life is worth all that to have it taken care of. Whatever in your life right now, if that hold you back, that little thing that hold you back from serving God and from being happy and being good for those around you and for yourself, you better get at it. You better see that as important business. You deal with that problem, because that little problem can bring misery and pain and rob the future from you and all those who rely on you. And so the king said, "Naaman, I know how important it is to you. Let's just bring this incredible wealth and go and get healed. You hear me?" And that's the attitude of the king. Câu 4 và câu 5. Na-aman đem các lời này thưa lại cho chúa mình, tức là vua Syri, mà rằng đứa gái nhỏ ở xứ Israel nó có nói thế này. Vua Syri đáp: "Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel." Gửi một thông điệp từ vua đến vua. Chuyện lớn lắm ạ. Chuyện này là có tầm quan trọng quốc gia đó. "Ta sẽ gửi thơ cho vua Israel." Vậy Na-aman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6,000 đồng vàng và 10 bộ áo. Cái vấn đề mình cho là dù nhỏ trong đời sống của Na-aman. Na-aman không hạnh phúc. Na-aman thấy mình không có trọn vẹn. Na-aman không thấy trọn cái giá trị của mình bởi vì một cái chuyện nhỏ, mặc dù ông đó có tất cả những cái chuyện khác. Nhưng mà trong cuộc đời của Na-aman, chính vua Syri thấy cái điều đó và cũng đồng cảm với ông ta, sẵn sàng trả bằng mọi giá để Na-aman giải quyết được cái phần nhỏ còn lại trong cuộc đời của mình, cái dầm trong hông của mình, một cái khoảng trống trong tim của mình, cái gì đó, và cái bệnh phung trên thân thể của mình giải quyết để ông có thể trọn vẹn ngày hôm nay trong đời sống của mình.
một cái gì nhỏ mong manh, có một cái khoảng trống nhỏ, có một cái thiếu sót, có một cái gì đó mà làm cho mình không vui, làm cho mình không trọn vẹn, làm cho mình không thỏa lòng. Giải quyết dù mà mình phải mất tất cả những gì mình có để giải quyết. Bởi vì nếu mình không vui, mình không hạnh phúc, mình không thỏa lòng thì không phải mình khổ đâu. Mọi người khổ, thế giới này khổ. Đời sống ngắn ngủi, đây là việc quan trọng. Đừng coi thường những việc nhỏ. Việc nhỏ nó có cái quyền năng lớn lao trong nó, tích cực hay là tiêu cực. Đừng coi thường cái chuyện nhỏ. Vua Syri nói là hãy đi, ta gửi thư cho vua Israel rồi đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Một cái gia tài khổng lồ. Tôi tính thử. 10 ta lân bạc á, là 750 hao, 340 kg. 340 kg bạc mà tôi tính theo thị trường ngày thứ 6. Tôi chỉ lên tôi coi giá vàng bạc thôi. 340 kg bạc có trị giá 269.729. Và nếu mình dựa vào cái giá là 24.68 đồng một lượng á, thì 10 ta lân bạc có giá trị gần 270.000 đô la. Đó là chỉ mới nói đến bạc. Chúng ta biết vàng nó còn có giá trị hơn bạc nữa. Vua Sai ông đem 6.000 đồng vàng. 6.000 đồng vàng thì cân có trọng lượng là 150 pound hoặc là 69 kg. Ngày hôm nay mà ai mà có 69 kg vàng á, Hải mà về nhà móc hết vàng ra đo cân thử á, mà được 69 kg rồi Hải, thì nó sẽ có giá trị giá thành ngày thứ 6 4.2 triệu đô. Dựa trên cái giá trị 1.890 đồng một lượng. Giá thị trường ngày thứ 6. Vua Syri cung cấp cho Naaman chỉ vì một cái bệnh phung nhỏ, chỉ vì một cái phần thiếu nhỏ trong cuộc đời của ông mà sẵn sàng cho ông 270.000 đô bạc và 4.2 triệu đô vàng. Rồi 10 bộ quần áo. Cái chuyện 10 bộ quần áo thì mình thấy gãi đầu. 10 bộ quần áo. Tôi tin rằng lý do 10 bộ quần áo là thứ nhất là họ nghĩ rằng là ông này mà qua bên Israel rồi đó thì nó phải có một cái biến cố rất là lớn, chắc có cả chục người bác sĩ để mà chữa. Hoặc là dùng 10 bộ đồ đó, bộ đồ quan để phong chức cho 10 người mà cứu chữa bệnh được cho ông để mà đem về. Tôi nghĩ như vậy. Mình biết lý do gì nhưng mà đem 10 bộ đồ. 270.000 bạc. 4.2 triệu đô vàng. 10 bộ đồ quan. Cái chuyện nhỏ hả? Nhiều khi nó xứng đáng để cho chúng ta trả một cái giá đắt, hoặc là mình phải trả một giá đắt bởi vì cái chuyện nhỏ trong đời sống của mình. Đừng bao giờ coi thường cái chuyện nhỏ trong đời sống của mình. Đừng có nghĩ là nó không hại đến ai, đừng có nghĩ nó ảnh hưởng đến ai. Tôi 95% tốt, chỉ có 5% xấu. Tôi làm 95% trách nhiệm, còn 5% tắc trách là cũng ok, không là không. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó ngày hôm nay. So Naaman was sent to the king of Israel with the official state letter. Israel became a vassal state by this time. So whatever from King Syria, king of Israel better heed his decree. So the king of Syria was serious. He wanted king of Israel, whatever it takes, heal this guy. And the Bible said that he was sent away with 10 talents of silver and 6,000 shekels of gold and 10 sets of clothing. I based on gold, precious metal pricings of last Friday. 10 talents of silver is equivalent to 750 pounds. And at $24.68 a pound, it came as an ounce, it came out to be $270,000 of silver. And that's just silver. And we all know, and you guys are sitting like, oh, how about the gold? I'm about to tell you the gold.
6,000 shekels of gold, weight about 150 pounds. You know how much 150 pounds worth? I can tell you, if we have a piece of gold the size of your two finger and yay thick, an eighth inch thick, or not, a 16th inch thick, it's 1 ounce of gold, costs $1,900 on Friday. An ounce of gold costs $1,900 on Friday. You multiply that by 150 pounds, you know how much? Who want to guess? 4.2 million bucks. $4.2 million worth of gold plus $270,000 worth of silver. So you have $4.5 million already. And then what about that 10 set of clothing? It's kind of mystery here, but I really believe that Naaman, number one, thought that would take maybe a team of 10 physicians or a team of people that could do the miracle to heal him. They didn't expect a miracle. They expect healing. They expect something that humans do. So maybe it, you know, it takes 10 people to do that. Or another way that, that I could think would be a possibility would be maybe they were ready to elevate 10 people, up to 10 people, to be some powerful people. Syria rules that little world at that time. So if that 10 people could heal Naaman, the favorite general of king of Syria, then maybe those guys deserve to have their days serving in the king's court, become important people, perhaps. But just incredible value that put on, the emphasis put on taking care of the little thing. Một cái giá rất là lớn, một cái giá trị khôn lường, vô giá. Khi mà có một cái vấn đề nhỏ gì đó mà nó làm mình không thể vươn lên được, không làm cho mình hầu việc Chúa một cách trọn vẹn được, không làm mình trở thành một người hạnh phúc trọn vẹn, toại nguyện được, thì bây giờ mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, có ăn vàng đi nữa mình cũng không hạnh phúc. Vậy thì nếu mình trong cái trường hợp đó, thà mình mất tất cả, mình đánh đổi tất cả để mình được cái sự trọn vẹn đó trong Chúa, trong cái sự ơn kêu gọi, trong cái tinh thần mà chúng ta được Chúa dùng để mà phục vụ. Ông ta đi mang theo 4 triệu rưỡi đô. Câu 6 và câu 7. I'm going to read verses 6 to 7. Người đem bức thư dâng cho vua Israel mà thơ rằng thơ này đạt đến vua. Kìa, ta đã sai Na Aman đầy tớ ta đến cùng vua tiếp rước, tiếp được bức thơ này ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Câu 7. Khi vua Israel đọc thơ rồi liền xé quần áo mình và nói rằng ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống, làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Vua Israel, tiện dân của Chúa, thủ đô tọa lạc ở Jerusalem, vua của người Do Thái. Nhưng mà vua cũng mắc cái bệnh chung, coi thường cái việc nhỏ. Nước quốc gia của mình, trong quốc gia của mình, có một ông tiên tri của Đức Chúa Trời, có quyền phép chữa bệnh, được sự kêu gọi mà truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời đến cho mình, mà ông không biết điều đó. Trong khi vua ngoại bang, vua thờ thần tượng, mà biết đến trong nước của mình có vị tiên tri chữa bệnh được, mà vua không biết, bởi vì cái bệnh coi thường cái chuyện nhỏ. Bởi vậy mới xé áo. Chứ còn nếu mà vừa đọc thơ của ông vua Aram là biết liền, sứ thần gì đó đi kêu Elise tới không? Vừa đọc xong cái là bủng rủng tay chân, là nghĩ rồi. Cái này là một cái kế gì đó. Trong khi một cái cơ hội mà Đức Chúa Trời làm rạng danh Ngài,
thay đổi đời sống của một người như Na-aman và làm chấn động thế giới thời bấy giờ. Nhưng mà vị vua của tiễn dân của Do Thái xé áo mình, nghĩ rằng đó là một cái mưu trước, một cái mưu kế hay là một cái cách mà ép buộc gì đó bất công. Bởi vì sao? Cái bệnh coi thường cái chuyện nhỏ. Kinh Thánh chép tiếp là Elise nghe tin vua xé áo thì gửi thơ tới nói nè, hãy đưa Na-aman tới cho tôi để cho biết trong Israel có một vị tiên tri. Ông vua của mình không biết trong Israel có vị tiên tri. Mà dân ngoại bang á, nó biết Israel có vị tiên tri. Chính Elise phải gửi thơ tới cho vua, nhắc vua rằng để cho nó biết trong Israel có một vị tiên tri. Tuyển dân của Chúa nha. Ngày hôm nay trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình, mình có thất vọng không? Mình có xé áo mình không? Thôi mình không có xứng đáng gì hết á. Mình thấy mình nhỏ quá rồi. Mình không có đủ nhân tài mà so với những người kia. Đừng bao giờ coi thường cái việc Chúa giao dù nhỏ bé như chừng nào. Vua Israel đã vướng vào cái vũng lầy đó. Không còn quý lời của Đức Chúa Trời. Không còn nhớ rằng mình là Đức Chúa Trời chọn. Dân này Đức Chúa Trời kêu gọi, đất này Đức Chúa Trời chọn. Đừng bao giờ nghĩ rằng gia đình của mình, hội thánh của mình, tất cả những gì mình có ngày hôm nay thì sức khỏe cho tới con cái, cho tất cả mà mình nghĩ rằng là không phải của Đức Chúa Trời cho. Đừng bao giờ mà mình coi thường nó. Hãy tôn trọng tất cả những gì Đức Chúa Trời cho. Bởi vì nếu không thì cái tương lai mình không phải là người tiên tri, mình không biết bói, mình cũng đã biết nó sẽ như thế nào. Israel sẽ mất đi một cách rất là nhanh chóng sau cái tình huống này, bởi vì cái thái độ của những người lãnh đạo, của dân tình không còn coi trọng Đức Chúa Trời, không còn coi trọng người Đức Chúa Trời kêu gọi nữa. Rất là đáng tiếc. Xé áo mình. Ông tiên tri phải tới là phải, ê nè 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 nè, ở đây cũng còn tiên tri nha. Tôi là được Đức Chúa Trời kêu, ông quên rồi hả? Vua mù tịt. Ông vua, ông ta mù tịt. Ông gửi thơ nói vua sao? Cớ sao vua xé quần áo mình? Na-aman hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Một người ngoại bang đến, vua Israel mù tịt. Elise kêu rằng cứ đeo kêu Na-aman là người ngoại bang đến để cho Na-aman biết nước Do Thái có tiên tri. Vị vua còn không biết nữa. Vậy Na-aman đến với ngựa và xe dừng lại trước cửa nhà Elise. Okay, so verse 7 all the way through 9. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, am I God? Can I kill and bring back to life? Why did this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me? When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Isn't it a sad story? Isn't it a sad outcome from a country that got a king that forgot about God, that really, really didn't pay attention to little things, didn't think little things important? Being a king of God's chosen people, in God-given land flowing with milk and honey. And the only mode to hear from God is from a prophet, and yet he didn't know there's a prophet in his own land. It takes a king of a foreigner, the Syrian king, the heathen king, knew that Israel had a prophet, had faith in that prophet, and sent his most trusted aide with a incredible amount of money to see that prophet. And yet this dumb king tore his clothes and said, oh no, they set me up. There's no way that we can do anything. I have no power. The king of Israel didn't know. The only prophet in Israel alive didn't know that he exists. That tells you the king was so far away from God. And not long after this, Israel became part of Syria. Over. You see?
When you overlook the little things. To you, it may be a little thing, but to God, it's a big thing. What problem in your life right now you think is small, you justify it, but God look at it and go, This little thing will rip apart the whole picture. You may think that's little, but the impact is immeasurable. You got to take care of it. And so when Elisha heard that the king ripped his clothes and he sent a letter, he said, just send Naaman to me. He will be cured so that he will know. I'm sorry. He said, have the man come to me and he will know that there's a prophet in Israel. I thought he was coming for healing, not a little evangelization. He didn't say, well, send him to me and then I'll heal him. But he said, just have him come to me. He will know that's a prophet of God in Israel. Amazing. Little details. King of Israel didn't even think Elisha worth anything. Didn't think the whole nation of Israel, the chosen people of God in the land of the people of God, and yet he said, there's no way. Can't do this thing. That's sad, right? Don't overlook. Don't judge the little thing of your life. Don't overlook the little detail of your life, because there are power in the little things. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Can you imagine? You have this incredible general riding on big horses and loud chariots with trumpets and with soldiers hauling, because God, a lot of soldiers. That's $4.5 million by any standard. It's a lot of money, especially in ancient time. God got a lot of soldiers with him. And he would ride to that little hut house out in the boonie. Because back then, rich people, Elisha wasn't rich. Rich people would have walls around their homes, their land. I mean, you can't ride your chariot to someone's front door unless that person is so poor. But he didn't despise a little thing. Naaman did exactly what he was told. He took that chance. He didn't overlook the little thing. The king maybe, the king of Israel may have overlooked, but Naaman, he went all the way. Went to a little place from the capital of Syria with chariots and soldiers from the king with $4.5 million in his pocket or in his trunk. I mean, I think it'd take a lot to fit $4.5 million. Yet he rode to this little house. So poor, so little, that he can park right in front of the door. He didn't overlook the little things. Maybe later, but until this time, Naaman, you know, he was serious. Câu số 9 tôi xin đọc lại là Naaman đến với ngựa và xe dừng tại cửa nhà Elise. Elise rõ ràng là người rất là nghèo. Ở ngoài giữa đồng không mông quạnh, người mà giàu có phú hộ sang thì họ sẽ có tường chắn đồ này kia bên đất của họ. Không thể nào mà ngựa xe lính đồ ầm ĩ mà có thể đến trước cửa nhà. Naaman với lính kỵ và xe mà đến được trước cửa nhà Elise, có nghĩa là Elise nghèo rất mồng tơi. Có lẽ ở trong cái chòi rất là nhỏ ở giữa đồng trống như vậy. Ngay cả vua Israel cũng khinh Elise. Không nhớ đến ông nữa. Nhưng mà một người dũng tướng của Syria có một lực lượng khổng lồ như vậy để bảo vệ 4 triệu rưỡi chứ phải ít đâu. Thật ra rất là nhiều lính, rất là nhiều xe, rất là nhiều cổ ngựa. Và vẫn đến một cái nơi mà coi như là không đáng đến. Một cái nơi mà dễ dàng người giàu có quyền sẽ coi là cái chỗ nhỏ bé, không đáng mà đến. Nhưng mà Naaman đã đến. Now let's get funny. 10. Elisha sent a messenger to him. Why send a messenger? Couldn't he open a little window and say, hey, yo, Naaman, this is what God said. He sent a messenger. Somebody, maybe his students, maybe his helper.
I mean, this is the guy in front of your house. Wouldn't you think that maybe I should go out? But did you know that Naaman, nowhere in the Bible said Naaman know the name of Elisha, nor the king of Israel, nor the king of Syria? Because the girl said, there is a prophet. And then Elisha, when he sent a message to the king, he said, send Naaman here, because then he would realize that Israel has a prophet. Didn't sign Elisha Smith, whatever. He didn't. And until now, verse 10, Naaman didn't even know what he looked like, because he sent somebody on behalf of an unknown prophet and said, well, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Câu 10 rất là đặc biệt. Khi mà Naaman tới trước nhà của Elisha rồi, nhà nhỏ chút tẻo, ngựa xe rồi ngay trước nhà, không lẽ không mở được cái cửa sổ đó? Ê ông, Naaman, Chúa kêu ông đi ra ngoài sông, ông cứ nhúng nước 7 lần là ông được lành. Nhưng mà mãi cho tới lúc này, không ai biết danh tánh của Elisha. Và trong cuộc đời mình làm những việc nó quá nhỏ đến nỗi không ai biết cái người làm là ai. Nhiều khi mình trung tín trong những cái việc nhỏ và không có một cái gì mà nó vinh quang ở trong đó, đáng kể ở trong đó. Và không ai biết mình là ai. Quý vị biết là từ đầu đoạn tới bây giờ không ai biết danh tánh của Elisha. Con bé nô lệ, con hầu của vợ của Naaman là chỉ nói, bà ơi, ở Samari có cái ông tiên tri kia. Rồi khi mà vua gửi thơ đến vua của Do Thái, rồi vua xé áo xé quần gì đó, rồi cái là xé áo và xé quần. Elisha gửi một cái thơ tới thì nói rằng, hãy kêu Naaman đến đây để cho Naaman biết Israel có nhà tiên tri. Ông cũng chả có ký ở dưới là Nguyễn Văn Elisha gì cả. Chỉ nói là cứ gửi đến đây. Và khi mà đến, ông cũng không trường mặt ra. Khi mà ông đến thì Elisha lại gửi một người mang tin thôi. Là nói là ông tiên tri, ông nói cứ đi ra ngoài sông Giô-đanh, hãy nhúng nước 7 lần thì ông sẽ được sạch. Tới bây giờ là bắt đầu Naaman sùng rồi đó. Hồi đó bữa giờ là ông cứ không có bỏ qua cái chuyện nhỏ, nhưng mà bây giờ cái chuyện nhỏ này phải nói là nó làm cho ông bực bội. Câu số 11 nói như thế nào? Câu số 11 nói là nhưng Naaman nổi giận, vừa đi vừa nói rằng, ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phun. Nói tiếp, Abana và Bạc Ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm có cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ, bỏ về. Ông ta sùng, ông nói là đến tới nhà của hắn, mà hắn chảnh đến nỗi mà cũng không có ra mà gặp mặt nữa. Rồi còn bắt đi ra tắm. Sông Giô-đanh giữa ầy à, tại nó phù sa nhiều lắm, nước sông Giô-đanh là sình lầy lắm, nó không có sạch. Nó là nếu mà tôi tắm xong thì tôi về Syria, hai cái sông đó đẹp đẽ rồi, cái là cảnh trí hữu tình nữa, đâu có phong cảnh hữu tình nữa, đâu có cần phải tắm cái nước bùn này. Hai sông đó Syria đẹp lắm, nước tuyết mà tan từ trên núi chảy xuống, rồi cảnh chung quanh núi non hùng vĩ đẹp lắm. Ông nói nếu mà tôi phải tắm thì tôi tắm ở đó, chứ tôi đâu có tắm như này. Nhiều khi đời sống của chúng ta đòi hỏi cái sự hào nhoáng, chúng ta đòi hỏi cái sự người ta thấy cái công cán của mình. Chúng ta muốn chọn lựa, Chúa kêu tôi làm này mà tôi làm một cái chuyện kia. Nhiều khi cái thời thái độ của mình, nhiều khi mình ở trong gia đình mình có những cái vấn đề trong những cái mối quan hệ, trong việc làm, đứng núi này trong núi nọ, không bao giờ mà mình thỏa lòng cả. Mình nghĩ rằng nếu mà Chúa muốn tôi làm thì tôi phải làm theo ý tôi, và y chang cái ông Naaman, ông ta đã có một cái thái độ như vậy, bỏ về trước. Verse 11, but Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the spots and cure me of my leprosy. Are not Abana and Phapar, the river
rivers, Damascus. Today, these rivers are changed now, different name now. Better than all the water of Israel, because the water of Israel was all muddy because it had a lot of sediment in it, right? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in rage. The guy actually packed up and left. He said, what's wrong with this guy? Give me his house. And he didn't even come out and say hi to me. He didn't call the name of God. He wouldn't do all this crazy gesture. You see how preachers who, you know, in churches today, they show off. They think that, you know, God used me. God gave me somehow an endowed power of healing. And they go nuts and push people, and somehow they claim all the glory. But our church today acting just like the way Naaman thinks. Call the name of God and go nuts and, you know, gesture over illness, curse it, and cast it out, whatever other term that they use. He was mad. He left. He was angry. He came for healing, and yet he left being a man who was so dejected because, again, he just like us. We want God to fix our little problem in life, but do it our way. We will serve God and do anything as long as our way. We don't like God's way. We want our way. How shameful and how pathetic and how sad. Cái hình ảnh rất là đáng buồn. Naaman đến bởi vì có một cái vấn đề trong cuộc đời của ông mà nó canh cánh trong lòng và ông chết cũng không nhắm mắt. Ông sống cũng không có hạnh phúc. Ông đến với cái một mục đích là trả bằng mọi giá để được chữa lành. Nhưng mà khi tới rồi thì ông ta đòi hỏi những gì mà có thể xảy ra cho ông thì phải theo ý của mình. Ông nói rằng cái ông này là ai mà chảnh dữ vậy? Phải ra, phải kêu danh Chúa ồn ào, rồi phải khua tay múa chân rồi này kia trên cái chỗ bệnh của tôi, giống y chang nhiều cái nhà thờ mình thấy ngày hôm nay, một số người họ tin như vậy. Họ tin là phải làm một cái gì đó, là động tác gì đó để bày tỏ cái quyền Chúa ban cho mình, cái sự chữa lành nó phải giống như một cái vở kịch gì đó, nó phải là có một cái sự mà diễn tập. Nhưng mà không, ông nói là không, tôi... Trong khi là ông ta nghĩ là cái chuyện nó phải xảy ra như vậy, nhưng mà cuối cùng nó không như ý mình muốn. Buồn, bỏ về, quên mất cái mục đích tại sao mình đến. Nhiều khi trong cuộc đời của mình, vì cái mà mình đòi hỏi từ Chúa. Chúa không có làm giống như vậy. Thực sự 10 chuyện mà mình muốn Chúa làm là Chúa làm hoàn toàn không như ý mình muốn. Hoàn toàn khác, nhiều khi hoàn toàn ngược lại cái điều mình thích. Nhưng mà rồi Chúa có cái chương trình. Trong cuộc đời mà sự nghiệp của tôi bị cho nghỉ làm 3 lần. Không phải lỗi mình đó. Mình làm việc rất là tốt. Mình xin Chúa cho mình có thể là có những cái sự mà phát triển tốt trong cái sự nghiệp. Nhưng mà 3 lần đó, tôi cảm ơn Chúa là bởi vì Chúa không quyết định để cho mình thay đổi cái môi trường. Thì mình cũng sẽ dậm chân tại chỗ. Mình sẽ là một người mà không bao giờ hạnh phúc. Luôn luôn tức tối, bực bội, mở mắt ra vô trong sở làm là đã bực rồi. Đã không có thỏa nguyện rồi. Suốt ngày bực bội. Mỗi khi Chúa cho một cái sự thay đổi không ý mình, Chúa mở cái cánh cửa mới. Chúa mở một cái tương lai mới. Chúa mở một cái vùng trời mới cho tôi. Thưa quý vị, đừng coi thường những cái mà Chúa làm không theo ý của mình. Vô cùng lạ lùng. Hồi tôi mới qua Mỹ, tôi mắc cỡ lắm. Học trong trường trung học rồi đó, lớp 11. Tôi lấy lớp đánh máy theo đúng nguyên tắc á. Trong lớp 100 đứa thì xin lỗi, cũng không tới 100, nhưng mà tôi nghĩ 30-40 đứa vậy đó, chừng có 3 con trai thôi, còn 37 đứa mà cô con gái. Thì hai anh chàng kia thì tôi không biết là con trai thiệt hay không, nhưng mà đại khái là cái lớp đó không phải là để cho con trai, tại vì thời bây giờ chỉ có nữ đi học đánh máy thôi, từ làm này kia văn phòng đánh máy, đàn ông đâu có học đánh máy. Nhưng mà tại vì tôi không biết tiếng Anh, mới qua Mỹ thành ra một cái lớp mà phụ mình phải lấy, thì chỉ có cái lớp đó là khỏi cần biết tiếng Anh. Ngồi vô đó là cứ bấm lọc cọc xuống ngày thôi.
trong cuộc đời học mười mấy năm, nhưng mà đối với tôi ngày hôm nay, tôi hầu việc Chúa được. Tôi làm công việc được để mà có lương để mua đồ ăn cho con cái của tôi. Chỉ có một cái lớp duy nhất trong đời của tôi mà tôi vẫn nhớ, mãi nhớ và cảm ơn Chúa là không theo ý của tôi mà bởi vì theo ý của Chúa tôi phải học. Là cái lớp đánh máy. Cái khả năng mà đánh máy mà không nhìn và đánh máy một tiếng chuẩn khoảng chừng 61 và 63 chữ tiếng Anh. Mà tôi đã học một cái lớp mà toàn con gái không. Một lớp mà tôi rất là ghét. Tôi mắc cỡ. Mày học gì? Mày học đánh máy. Mày mắc cỡ. Nhưng mà ngày hôm nay, mười mấy năm đi học, đối với tôi không có một cái lớp nào nó quan trọng hơn cái lớp đánh máy. Đừng có coi thường những việc nhỏ. Đừng coi thường những cái cánh cửa mà Chúa đóng sầm vào mặt của mình. Đừng bao giờ mà mình muốn là phải qua cái cầu quảng khoát, rốt cuộc mình phải đi qua cái cầu khỉ. Đừng bao giờ coi thường những cái bước rẽ đó trong cuộc đời của mình. Đừng có đi lầm vào con đường sai lầm của Na-a-man. You know, never discount how God motivates or move things in your life. Never force God, force His hand to make Him do the thing you want Him to do your way. This is a story of my life. I've been let go 3 times in my life. Not the way I like it. Wasn't my fault. Not like I didn't contribute. Every job I've done fantastically well. Make them a ton of money. Didn't like it when it happened. But looking back, thank God that every time He closed those doors, He opened the window. He opened up new venues and opened up widened my skies. Every single time. And I thank Him for doing things in my life. Ask Him to solve some problem my way. And He said, no, He opened another way. Sometimes it looked even worse. Go against what I ask. And yet, God opened up new horizon for me. I remember in my junior year in high school, came from Vietnam, didn't speak English at all, and I had to take some electives. You know, some people took singing, and other people took whatever, you know, drama or debate teams. I didn't speak English. What else could I take? I took typing. And that back in those times, the boys don't take typing, only the girls do, because that's the kind of job that they would be working in. So what are these guys? And so there were 40 of us in the class, 37 of them were girls, and 3 guys. Well, I'm pretty sure about me, I'm not sure about the other 2 guys, but what? Girls just, only girls took the classes. They laughed at the guys, you know, taking typing. But now looking back, of all the years I've gone through school, of all the classes I've taken, now when I look at how God enabled me to serve Him, to help others, to serve the community, and to work in the industry that I do and earn money to put food on the table, only one class stands out, the class I didn't like to take. The class God kind of essentially put me in is the typing class. Learning the ability to type 60 to 65 words without looking and type it the right way with the right finger, the right keys. That's the only class that I really, really see how God somehow put me in there, not because I want it, but it's circumstantial or because lack. And so Naaman, when he went back and then was mad, he went home. And then his servant, the same girl, go, my father, if the prophet had told you to do great things, would you not have done it? How much more than when he tells you, wash and be cleansed. You know what he's saying? What the girl is saying is the problem that we all have. We want to do big things. This is what she's saying. Master, we know that it didn't make sense. But if the prophet were asked you to do great things like conquer another country, beat up Goliath's cousins or something like that, you would have done it, right? Because well, you do it for fame, you do it for wealth, and you do it for position. He asked you to do little things. He said,
All he asked you to do is to dip 7 times in the river. What do you got to lose? And then he woke up. You know, she asked him to be faithful in the little things. Don't always think about big things. Don't always become so engrossed about fame, about accolades, and about praises and credit. Don't even pay attention to those things. It takes the little girl, the insignificant girl, and up until now, a nameless girl. And she said, hey, that nameless prophet from that little despised place tell you to do a simple thing. The power is in that simple thing, Master. And that's what he did. And he got healed. Luke 16:10 is the theme of our sermon this week. One who is faithful in a very little is also faithful in much. Khi Na Man về thì cái cô bé người hầu của vợ mình, cô bé cũng là vô danh, nói chủ ơi, tại sao chủ về không? Nếu mà ông tiên tri đó, ông nói chủ làm những cái việc lớn, làm những việc như đánh trận, thôn tính hoặc ra chiến trường, dũng mãnh và làm được đạt những cái thắng lợi nổi tiếng là chắc chắn chủ làm, bởi vì chủ muốn cái điều đó. Nhưng mà chủ ơi, cái chuyện mà ông này ông kêu chủ làm nhỏ mà, chỉ đi ra sông nhúng người xuống có 7 lần, đâu có lớn đâu. Chuyện lớn mà chủ còn dám làm, huống chi chuyện nhỏ. Một cái lời của một cô bé vô danh nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay. Cái thái độ của chúng ta nói chung, muốn làm chuyện lớn, muốn làm chuyện người ta biết, muốn làm chuyện người ta khen, muốn làm cái chuyện mà mình nghĩ là nó có giá trị. Còn cái chuyện nhỏ mình khinh, mà trong khi cái chuyện nhỏ là cái chuyện mình cần. Cái chuyện nhỏ tức là cái chìa khóa của sự hạnh phúc của cái cuộc đời của Na-a-man mà ông ta quên. Nhiều khi những cái chuyện nhỏ trong cuộc đời mình quên. Quá lo về cái chuyện lớn, lo qua mà những cái cơ nghiệp gì đâu khổng lồ, quên những cái chuyện nhỏ. Và Kinh Thánh cho chép rằng khi mà ông ta trở lại và ông ta nhúng mình xuống 7 lần và ông ta da dẻ trắng tươi đẹp đẽ, láng cón giống như là một đứa trẻ vậy. Ông ta trở lại và ông ta cảm ơn ông Elise. Mà ngay bây giờ ông ta cũng không biết Elise là ai. Trong câu 13, những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho ta một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rầy người bảo cho cha rằng hãy tắm thì được sạch. Rồi câu 15, Na-a-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Ông ta cũng không biết Elise là tên là ai nữa. Người đến đứng trước mặt Elise và nói rằng: Bây giờ tôi nhìn biết rằng khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Câu 16, nhưng Elise đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống là đấng ta phụng sự mà thề rằng ta chẳng nhậm gì hết. Na-a-man ép nài Elise nhậm lấy, nhưng người từ chối. Cái công việc của Elise trong mắt của Na-a-man xứng đáng 4,5 triệu bạc. Nhưng mà Na-a-man không phải là một cái người mà trong cái sự phục vụ tìm được cái gì đó để đền bù xứng đáng cho cái công của mình. Không có nêu danh của mình cho ai. Hai ông vua không biết tên ông. Ông này không biết, ông chỉ biết người của Đức Chúa Trời mà thôi. Rồi bây giờ là ông này chữa lành rồi mới gặp ông. Khi ông ta được cái sự chữa lành rồi, ông mới thấy dung mạo, mặt mũi của Elise là ai. Bởi vì một cái công việc đối với nhiều người cho là nhỏ, nhưng mà Elise làm công việc lớn trong đời sống của ông. Người Mỹ có một cái câu: đừng bao giờ cho mình là nhỏ, bởi vì rất có thể mình là tất cả đối với một cuộc đời nào đó. Và khi mà Elise mà được thấy mặt rồi, ông này nói: thôi bây giờ để tôi trả cái lễ vật tôi trả cho ông. Nhưng mà Elise nói: không, ta chỉ vào Đức Chúa Trời hằng sống. Ngày nào Chúa còn sống, Chúa đâu bao giờ chết. Tức là cương quyết, cái sự
cứu độ này, cái sự chữa lành này, cái sự mà cho là nhỏ đó, chỉ có Đức Chúa Trời giải quyết. Mà thật sự đó là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của ông. Và ông ta nói rằng ông ta sẽ không nhận. Ngày hôm nay, chúng ta cần có cái thái độ cho Elise. Không bao giờ muốn nhận cái tiền công, cái công cán của mình. Không bao giờ làm một cái chuyện gì đó mà nghĩ rằng nhờ công của tôi, nhờ tôi. Không có tôi là không được. Muốn người ta biết đến mình. Thưa quý vị, cái háo danh, những cái đó nó đem đến bao nhiêu cái khổ. Elise dạy dỗ rằng đừng bao giờ dành cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Có những công việc rất nhỏ Chúa làm, mình nghĩ nó không quan trọng. Có lẽ Elise cũng không biết cái tầm quan trọng của cái điều mà Chúa vừa nhờ dùng ông làm cho đời sống của Na-a-man. Nhưng mà ông biết một điều là mọi việc trong cuộc đời của mình, dù nó là một động trời, nó là thay đổi cục diện, nó là đổi đảo lộn một cái đời sống của một người khác, nó là tất cả một người khác, nhưng mà đối với mình nó phải là cái chuyện nhỏ. Ngay cả chuyện nhỏ cũng đừng có ham mà nói rằng công của tôi, đều là công của Chúa. Một cái thái độ quá công nhận là quá lạ lùng. So Naaman, after he was healed, he come back to Elisha, and at this time he has yet known Elisha's name, and for the entire time he didn't know Elisha's name was Elisha. He just called the man of God. He just called him the man of the Lord. What an amazing example. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except Israel, so please accept the gift from your servant." A little thing in his life led him to recognize the almighty great God of Israel. And he realized that because of the little healing in his life, that God is the God of universe, the God of everywhere. And so he said, "Then take your pay." Elisha in turn go, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept anything." You know, Elisha saw himself doing little things. He didn't do any healing. God told him to tell Naaman. Elisha did not do anything. He didn't do the actual hands-on thing of healing. To him, what he did, he probably didn't realize such a great thing he'd done for this man's life. He changed his life forever. But yet he realized, even the little things in our life, God has to will it. Don't ever despise the little thing. There's power in the little things. In Elisha's mind, he's worth little. He's just tiny in God's eyes. He's just thankful that God used him. But God should be the one that earned all the glory. He never wanted to take credit. He rejected that $4.5 million. How many of you would take that $4.5 million? Yeah, we will, especially young ones. See, you're smart. The adults want it too, but they don't want to be embarrassed. That's why they didn't raise their hands. You guys are the honest one. The one didn't raise hand. They're not honest, in case you didn't know. Verse 7 was exciting. Verse 17, I'm sorry. Verse 17, when Elisha didn't want to take the pay, Naaman said, "Can I have dirt, the ground you stand on? Enough dirt that two mules can haul back to Syria." You see, we're God's people, when God's prophet, faithful in a little thing and give God all the glory, and never despise the little things, even the mundane thing that God used him for. There's power in that littleness. Dirt under the feet of Elisha means nothing, right? But yet, Naaman wanted the dirt. I think he meant to bring it back, and he used the dirt under Elisha's feet and built an altar for him to worship God Almighty. So the man who came, the missing piece of his life was his health. And yet he came back, not only he was healed, but he made spiritually healed as well. And then Elisha, in his faithfulness in the little thing, the power in the little things, and you know, the power of him being humble and not taking the credit for what God did, even the dirt
under his feet means something to Naaman and those around him. What about your life today? We don't have to claim credit for anything. We don't claim to have power to do anything. Just faithfulness. Faithful in the little things. And God can easily use you through little things and impact others greatly. The dirt under Elisha, nothing special about it. But what it's saying here is even the cheapest thing, even thing that of no value, even thing that you even yourself despise, you didn't think it worth anything about your life. But if God used you, it can mean everything to somebody else. Just the dirt under him. And Naaman asked for it. Be faithful in the little thing. Don't look down in the little cheapest thing like dirt of your life. And when you serve God, many times anonymously, no one know or give you credit for. And yet, it affect other people. It impact other people. Khi mà Elise nhất quyết không lấy của lễ vật 4.5 triệu đô đó mà Naaman đem theo để đưa cho ông. Naaman đến là một người bệnh về vấn đề thuộc thể, một phần nhỏ trong đời sống. Nhưng mà khi mà ông đến rồi, bởi vì ông ta không có coi thường cái việc nhỏ, Đức Chúa Trời không những mà làm cho ông sạch bệnh, làm cho đời sống của ông trọn vẹn, mà lại làm trọn vẹn phần hồn của ông nữa. Ông nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời vĩ đại nhất, Đức Chúa Trời Israel là vĩ đại nhất và không còn ai khác hơn nữa. Và trước khi ông về, khi mà Elise đã thoái thác không có muốn nhận cái lễ vật đó, ông có một cái đề nghị rất là lạ lùng, câu 18-17. Vậy thì ông cho tôi đất mà ông đứng đó, chỗ mà Elise đứng đó. Không biết bao nhiêu gánh đất đó mà chỉ đủ cho 2 con la nó đem về nước Syria. Mình không biết cái lý do tại sao ông làm cái điều đó, nhưng mà một điều mình nghĩ là rất có thể là ông muốn đem đất, ông nghĩ cái đất đó là đất thánh. Lúc đó ông chưa nghĩ là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của vạn vật, của tạo hóa, chứ không phải mà chỉ của Israel mà thôi. Hoặc là ông đem cái đất đó về để ông dùng làm một cái nguyên liệu hoặc là cái phụ liệu để mà ông ta xây một cái đền thờ gì đó, cái bàn thờ để thờ Đức Chúa Trời. Thì vấn đề ông làm gì đó thì mình không thành vấn đề. Tại Kinh Thánh có chép lại. Nhưng một cái điều mà chúng ta biết, một người như Elise, một người tầm thường, ngay cả vua Israel cũng không biết tên và không nhớ đến mình nữa. Một người mà từ con đòi cho tới mọi người, cho mấy ông vua đều nói là người của Đức Chúa Trời, không biết danh ông là ai. Ông bao giờ ông ta bỏ lơ những cái chuyện nhỏ. Không bao giờ ông khinh những cái chuyện nhỏ, ngay cả một cái chuyện mà Chúa sai ông. Không có quơ tay múa chân, không có nhảy nhót, không có amlasibu, không có gì hết. Để mà chữa bệnh, chỉ kêu là kêu ông này đi ra ngoài kia tắm mà thôi. Đức Chúa Trời làm tất cả cái chuyện đó. Ông chỉ làm một cái việc nhỏ, chỉ chuyển tải một cái sứ điệp mà thôi. Cái việc rất là nhỏ. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả cái chỗ đứng của ông, đối với Naaman là một cái chỗ thiêng liêng. Thưa quý vị, một người tin Chúa, cái công việc nhỏ mình làm, không ai biết công cán của mình. Nhiều khi người ta cũng chả coi là cái chuyện quan trọng. Nhiều khi người ta khinh đi nữa, nhiều khi chính mình không cho là quan trọng. Nhưng mà thưa quý vị, đừng coi thường bất cứ những gì trong cuộc đời của mình, dẫu nó là rẻ như đất, Chúa vẫn có thể dùng nó để tác động, là một cái giá trị cho những người xung quanh. Đừng bao giờ coi thường cái đời sống của mình, đừng bao giờ coi thường cái thất bại của mình, cái xấu của mình, cái đất đá của mình. Nhưng mà thưa quý vị, nó có giá trị đối với người khác. Người Mỹ có cái câu để đời là đừng bao giờ coi rẻ mình là nhỏ. Bởi vì có thể đối với một người nào đó, cuộc đời của mình là tất cả cho họ. Đừng bao giờ coi thường, ngay cả cái đất mình đứng trên đó đi nữa. Cái đồ mình coi không có quan trọng, không có giá trị. Nhưng mà Chúa vẫn dùng để tác động tốt trên đời sống của những người khác. Chúa ban phước cho hội thánh. God bless you. Mục sư đã dùng lời của Chúa để chia sẻ hội thánh chúng ta.
Giờ này xin mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta sẽ được góp phần vào việc Chúa qua sự dâng hiến qua bài, và chúng ta ngợi khen Chúa bài hát hiến cả thảy cho Ngài. Xin Chúa cứ hiện diện trong mỗi đời sống của chúng con, cho chúng con nhận biết giá trị của mỗi chúng con trước mặt Chúa. Chúng con là những con cái rất yêu dấu nhà của Ngài, và chúng con có một giá trị, một chỗ đứng ở trong đời sống của chúng con trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy điều đó và chúng con sống đúng với giá trị của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Xin Chúa cho chúng con được góp phần hầu việc Chúa trong nhà của Ngài, trong những công việc khác nhau, để chúng con được mở mang công việc của Chúa trên đất này. Xin Chúa cho chúng con có thể thấy những cái việc nhỏ của chúng con làm là ích lợi, tạo nên những việc lớn và càng lớn hơn nữa. Và chúng con giống như những thanh củi cháy, và nhiều thanh củi cháy sẽ nên một đám lửa rất là lớn và làm cháy lên những ngọn lửa khác, những cây củi khác nữa. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng con, cho chúng con trong niềm tin kính Chúa, yêu mến Chúa một cách hết lòng trong đời sống của chúng con hàng ngày. Xin Chúa Ngài cũng ban phước, Ngài cho chúng con luôn luôn thỏa lòng với những gì Chúa ban cho cuộc đời của chúng con. Chúa cũng cho chúng con luôn luôn nắm giữ những ân tứ, những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con, để mỗi ngày chúng con không quên những gì mà Chúa đã làm cho chúng con, và chúng con thêm lên lòng yêu mến Chúa, kính sợ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Trong thời giờ chúng con nhóm lại thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, chúng con cũng có một số tiền nhỏ để dâng lên cho Ngài. Xin Chúa Ngài thánh hóa số tiền này, Ngài dùng trong công việc nhà của Chúa có ích lợi càng hơn, và Chúa Ngài cũng cho chúng con rộng rời hơn trong công việc dâng hiến, và Chúa cũng ban phước trên mọi công việc của chúng con làm, để chúng con càng đủ mọi nhu cầu cần dùng trong cuộc đời của Chúa, trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con thường hát, chúng con dâng hết cả thảy cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con xét lại lòng của chúng con, để những điều đó không chỉ là môi miệng, không chỉ là những lời chúng con nói mà thôi, nhưng xin Chúa cho đánh động mỗi lòng của chúng con, để chúng con có thể sống và chúng con hiến những gì mà chúng con tốt đẹp nhất của đời sống của chúng con cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con xin dâng mỗi chúng con trong bàn tay yêu thương của Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Hội Thánh chúng ta cùng cầu nguyện chung, sau đó xin mời Mục sư Lê Chí Hoàng cầu nguyện chúc phước. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời,
danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất nước trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha. Xin Chúa ban phước cho hội thánh chúng ta.